Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức trưng bày chuyên đề Thủ công mỹ nghệ ASEAN gắn với bảo vệ môi trường và ra mắt ứng dụng phần mềm thuyết minh tự động. Gần 150 bức ảnh giới thiệu về lịch sử hình thành và xu hướng phát triển gắn với nguồn nguyên liệu tự nhiên để bảo vệ môi trường trong nghề dệt vải và nghề thủ công đan lát được trưng bày tại bảo tàng. Chương trình nhằm đẩy mạnh sự hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, tạo sự kết nối giữa nghệ nhân với nghệ sĩ sáng tạo, giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần đảm bảo sinh kế cho cộng đồng hướng tới phát triển bền vững kinh tế xã hội của các địa phương các quốc gia thành viên asean